Rồi, chào các anh em đam mê PCP. Thì các anh em nhìn thấy ở đây, đây là lô cành của mình. Mình hiện tại là mình đã bán ở trên Face, mình đã đăng bài trên Face là thanh lý lưỡi cành là chỉ giá có 1,5 triệu các anh em nhé. 1,5 triệu là chưa tiện, chưa làm gì hết, nguyên như thế này các anh về, các anh em về tự tiện. Còn các anh em nào muốn tôi tiện hộ thì là sẽ là 300.000 trên một chiếc nhé. Tại sao trước đó là tôi bán giá 3 triệu mà bây giờ tôi bán về chỉ có 1,5 triệu nhé. Thanh lý lô cành này các anh em nhìn ở đây rất nhiều cho các anh em nhé. Còn những cái này là có người đã lấy rồi và mình đã đóng vào nhé. Và mình bán chỉ có chuyển khoản 100% thì mình mới gửi hàng nhé. Mình sẽ nói là tại sao mình lại thanh lý. mình thanh lý giá thấp đến như thế nhé. Một thanh lý giá thấp cho một cái cành mà chất lượng đấy, tầm xa thì 150m hạ cò là chuyện bình thường nhé, là bình thường, mình nói là 150m hạ cò là bình thường. 3 triệu xuống chỉ còn có 1,5 triệu là vì như thế này. Bình thường mình sẽ khi mà bán giá 3 triệu ấy thì mình sẽ kèm cho anh em đấy là cái gì, kèm theo cho anh em đấy là tiện đầu tiện đuôi nhé. Tiện đầu, riêng tiện đầu tiện đuôi là đã là 300.000 rồi, và kèm theo một thứ đấy là clip nhé. Kèm theo clip chiếc cành đó được test như thế nào, tầm xa như thế nào, có máy quay hẳn hoi nhá, máy quay bằng máy quay handbaker nhá, thì không thể nào mà gian dối giả dối được nhá các anh em nhá. Đấy, quay clip rằng là cái cành đấy như thế nào, tầm xa như thế nào, tháo cành ngay trực tiếp trong clip đấy, rồi sau đó là sử dụng máy cắt đánh dấu lên cái cành, cái vết cắt đánh dấu thì không thể nào nhầm lẫn được nhá các anh em nhá. Cắt xong gửi cho các anh em, gửi cho các anh em đi thì các anh em nhận kiểm tra đúng cái vết xước, vết cắt đấy hay không nhá. Khẳng định luôn với các anh em về cái uy tín và chất lượng đối với lại cái cành khi mà mình bán giá ra 3 triệu. Chưa một anh em nào nhá, mình đã bán được cái cành HVK90 là đến năm nay là năm thứ 2 rồi nhá. Chưa một anh em nào phàn nàn về cái cành HVK90 của mình. Đấy. Còn khi mà nó dạng nguyên bản như thế này ấy thì là nó chưa được tiện này, chưa được nhuộm này, và không có clip đi kèm nhá. Đấy. Còn đây mới chỉ một phần thôi nhá các anh em nhá, mình thanh lý hết. Các lát nữa đến cuối video mình sẽ nói mình tại sao mình lại thanh lý nhá. Đây các anh em nhá, còn rất nhiều nhá. Còn rất nhiều. Đấy. Đây là 24 inch, 24 inch ở trong xô này đã có người lấy rồi. Mình không bán 24 inch, mình chỉ bán 20 inch nhá các anh em nhá. Mình chỉ bán 20 inch thôi. Còn đây là mình sẽ có cả khương tuyến sắn ngược nữa các anh em nhá. Đấy, khương tuyến sắn ngược. Thế bây giờ mình sẽ đi về cái vấn đề là tại sao mình lại thanh lý lô cành này. Đây mình sẽ cho các anh em xem. Đây là cái dự án của mình nhá. Cái dự án của mình đấy là lô Ataman. Mình xin phép là sẽ không bán cành nữa. Đây là lô cành cuối cùng của mình. Mình sẽ chuyển sang bán Ataman nhá. Ataman này là Ataman Sài Gòn nhá. Ataman Sài Gòn, đây là copy 1:1 so với nhập nhá. Nếu mà giả sử như đồ nhập của các bạn hỏng như nào, các bạn chỉ cần lấy linh kiện này về thay thế. Đấy. Tức là nó giống y chang nhập luôn, không khác gì. Có tháo nóng bình, có băng tròn xoay nhá. Khi mà lên quy là nó sẽ xoay gạt. Đấy. Nó sẽ là như nhập hoàn toàn 100% nhá. Đấy, các anh em nhìn, đây là bọc nòng dùng đây bản cho dành cho bản dài. Đấy. Đây là bọc nòng dành cho bản trung bình nhá. Đấy. Còn cái bọc nòng dành cho bản ngắn nữa, như ở dưới đáy này rồi, đáy thùng này rồi. Còn đây là tay cầm. Đấy, tay cầm. Tay cầm này đã làm sẵn để chuẩn bị cho cái báng gập nhé các anh em nhé. Đấy, bình thường Ataman của các anh em không có báng gập đâu, nhưng mà sẽ có phiên bản báng gập cho các anh em nhé. Đấy. Đi nạp này. Đây là hàng bao nhiêu tiền đấy nhé các anh em nhé. Phay ra được những cái này là cực kỳ nhiều tiền nhé. Đấy. Bởi vì là mình đang thiếu tiền để chạy nốt cái lô Ataman này nên là mình phải thanh lý cành. Thực sự là mình sẽ phải thanh lý cành. Đấy. Thanh lý cành để lấy tiền để chạy lô Ataman. Lô Ataman của mình đang dở dang các anh em nhé. Đấy. Đây là tay kéo của Ataman này. Đấy.
Đó. Ví dụ đây là nắp bình này. Nắp bình là loại có tháo nóng nhé các anh em nhé. Đấy. Đây là phần gắn vào quy này. Đấy. Đây là vẫn là bản vẫn là ốp bản trung bình. Đấy. Đấy các anh em nhé. Thì mình mới thanh lý cành của mình để lấy tiền chạy lô Ataman các anh em nhé. Đấy để phục vụ các anh em. Đấy. Xin phép là thanh lý do tại sao mình lại thanh lý. Đấy. Bần cùng quá rồi các anh em ạ, túng quẫn quá rồi thì mới phải thanh lý thôi nhé. Đấy. Thì các anh em ủng hộ mình nhé. Cái cành này của mình ấy, cành HVK90 này của mình ấy thì mình sẽ đảm bảo cho các anh em về xài nhé. Về xài không ưng ý các anh em gửi lại cho mình banh tiền lại cho các anh em nhé. Đấy. Cái lô cành này HVK90 này ấy, nó là cành như thế nào? Nó là cành giống y chang, tôi nói luôn, khương khiếc giống y chang như HVK100 nhập nhé. HVK100 nhập mà Nguyễn Đoàn Minh đang bán ấy. Đấy. Thì giống y chang luôn, tầm xa gần như cũng không thua kém gì so với lại cái cành HVK100 nhập nhé các anh em nhé. Đó. Nó chỉ khác điều gì? Đấy là cái chốc đầu cành nhé. Cái cho ke ấy. Đấy, cho ke đầu cành ấy thì của mình nó chỉ cho ke nhẹ thôi chứ không phải cho ke nặng và đặc biệt và có cái vầng 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 sáng đặc biệt như cái hàng nhập của Nguyễn Đoàn Minh đang bán nhé. Đấy, mình nói nó là copy nhá. Việt Nam kéo là Việt Nam kéo chứ không nói đây là cành nhập nhá. Giá 1,5 triệu với cái khoảng cách tầm xa tất cả mọi thứ cực kỳ ok nhá các anh em nhá. Đấy. Hết lô này là không còn đâu các anh em nhá. Mình sẽ chuyển sang chỉ bán Ataman, mình sẽ không bán cành. Đấy. Rồi chào các anh em.